À, siêu nhân xin chào cả nhà mình nha. Chào nữa. Chào hoài luôn cả nhà mình ha. Thì, bây giờ thì siêu nhân nói với cả nhà mình, siêu nhân về đến trạm của bạn Phương ở Tây Ninh nữa cả nhà mình nha. Siêu nhân quay trở về đây là cũng theo ý hai mạnh thường quân mình luôn nha cả nhà mình nha. Đó là chị Hương Từ ở Cái Bè. Có hỗ trợ cho bạn Phượng là 3 triệu để nuôi các bé cả nhà mình ha. Với một cái nữa thì là sư muội của siêu nhân ở Mỹ có gửi về 200 đô, 100 đô thì lì xì cho siêu nhân, 100 đô thì lì xì cho bạn Phượng. Thì bây giờ thì siêu nhân đã đến nơi. Siêu nhân mời chị Hương Tư cũng như là sư muội của siêu nhân cũng như là cả nhà mình vô thăm các bé ha. Để siêu nhân xây camera lại nha cả nhà nha. Siêu nhân đến thì thấy các bé đã được ra ngoài chơi nè cả nhà mình. Rồi cái sân chơi rộng lắm nha. Nên siêu nhân kéo gần lại cho cả nhà mình xem. Đó. Các bé ra được ban ngày thì các bé ra được sân chơi ha cả nhà ha. Siêu nhân thấy có một cái khuôn đất trống nè, rào lưới đồ bích bùng. Rất là thoải mái nha. Nó có một mắt à, nó cười nó hứ kìa. Ở đâu ra hả? Sinh ra hả? Nè nè. Siêu nhân thấy con bé này có mắt một à, đó sinh ra hả vậy. Đây là các bé của trạm Bằng Phường nha cả nhà mình ha. Siêu nhân xin nhắc lại một lần nữa thôi, không thôi thì để nhiều khi siêu nhân sẽ bị khiển trách giống như là các trạm hay là cả nhà mình hay là quý khán giả như quý mạnh thường quân mình ha. Siêu nhân xin nói là siêu nhân làm việc theo ý của mạnh thường quân mình nha. Giống như hôm nay siêu nhân quay trở lại là bạn Phượng là vì sao, là cách đây không lâu là siêu nhân đã có quay trạm bạn Phượng cho cả nhà mình xem thì đã được chị Hương Từ ở Cái Bè nhìn thấy trạm và các bé, chị Hương Từ mỉm cười chút xíu là tặng chị Hương Từ ở Cái Bè tặng 3 triệu cho các bé. Và sư muội của siêu nhân ở Mỹ thì cũng thấy bạn Phượng chăm các bé khá tốt và trạm rất sạch sẽ. Sư muội của siêu nhân cũng gửi về cho bạn Phượng 100 đô nha cả nhà mình ha. Nhưng mà siêu nhân cũng có một phần của sư muội của siêu nhân đó nha. Giống như chị Hương Từ ở Cái Bè cũng có gửi tặng cho siêu nhân 3 triệu. Siêu nhân cảm ơn chị Hương Từ rất là nhiều. Và đại ca cảm ơn sư muội nhiều lắm nha. Rồi để siêu nhân bước vô quay các bé trạm Bằng Phượng cho cả nhà mình xem ha. Đây là phía trước ở trạm Bằng Phượng nha cả nhà mình, thì cũng giống như mọi khi ha. Xe đẹp dữ. Nó các bé đó cả nhà mình. Ừ. Có cắn không? Nó nữa. Cắn. Cắn cắn tôi cắn lại. Bé là bé một mắt hồi nãy này cả nhà mình, bé một mắt ngồi nè mừng mừng hí hí nãy nè. Trời không có quen biết tôi. Không quen biết tôi mà mừng vậy hả? Trời ơi, đâu có quen tôi đâu. Bé con mắt hả cả nhà mình, dễ thương dễ sợ, con mắt mà mừng xuống ăn kìa. Sao con cũng biết luôn hả? Con cũng mừng luôn hả? Con cũng xin miếng hả? Thì siêu nhân nói cả nhà mình, siêu nhân cũng rất là vui khi mà siêu nhân đi đến các trạm, siêu nhân quay các trạm cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình thương các trạm cũng như thương các bé, gửi quà tặng cho các trạm cũng như là các bé, siêu nhân vui lắm cho cả nhà mình ha. Siêu nhân không biết nói gì hơn, một lần nữa xin đại diện các trạm, các bé xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân mình trong và ngoài nước nha. Cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn.
À, cái này Nè, à, mấy cái này này bữa em nói anh nè. hả? Mấy này bữa em nói anh nè. À, mới Dạ. cứu của hả mà hả? Dạ, giống chỗ ở của nó nè. À, trời ơi, ốm vậy đó hả? Ốm Tự nó quá kêu trời ốm. ốm. Nó hộp máu mũi hoài luôn. Trời ơi, ốm kìa cả nhà mình. Bên là hậu, bên Ôi cam. ôi. Ốm này. Dạ. Mấy chục. Bò. Trời ơi. Ốm lắm. Bé này đợt ra đâu. Vì chủ kiểu là chủ thấy học máu mũi anh, chủ gớm, chủ xích ngoài đường không Trời ơi, ốm dữ vậy con nè. á, bên cam Trời ơi, còn đang run 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 luôn nữa. á. Dạ, sợ nó vô Mới cam. mới giờ đi thú y về luôn hả? Dạ, đi lấy thuốc cho nó, làm đưa táo đi bệnh rồi. Mới lấy thuốc về giúp chích cho cam, táo bệnh rồi. Cái này chỗ xíu nữa đó. Hả? Con mà chỗ xíu bữa. À. Bệnh rồi. Táo bệnh qua, mình chích thuốc này, trở chuyện cái này thuốc thuốc chích con cam. Trời ơi, nhỏ xíu mà cũng éo 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 trong đó nữa. Rồi bé này tội nghiệp quá cả nhà ơi. Ốm quá Ơi. ốm luôn cái eo, trời ơi. Nhìn thấy cũng ngoài rồi. Cam. Cam ơi. Rồi cả nhà mình. Chuyên nhân xin nhắc lại cả nhà mình đang xem hình ảnh đây là trạm của bạn Phượng ở Tây Ninh nha cả nhà mình nha. Con đi vô. Con là cái miệng của con là cái bài. Thì nhắc lại là phải nhắc lại hết. Chửi đi. Chửi nó đi. Cái gì nha, cái miệng. Nó là chuyên gia. À, Ẩm lên im nhé. mặt cái đời rồi mặt cái đời như cái cơ mặt đời cả nhà mình ẩm lên mặt đời chuyên gia là ba chuyên gia mày chửi đi nó ngon mày chửi đi chửi nó đi ăn miếng không ổn thôi thôi ba ghẹo con tao có chửi tinh thần có chửi dễ thương cả nhà mình ha. À, trạm coi thì hôm nay siêu nhân ghé lại thì cũng giống như hôm bữa trước siêu nhân cũng có ghé ha cả đi nhà ha. chửi ba siêu nhân đó đi Khác biệt ở chút xíu là các bé hôm nay được thả ra ngoài chơi. À, và trạc. Một ngày em thả ra hai lần, bây giờ làm thả tới chiều á, À. xong rồi cái em đi làm, cái em lùi vô hết. Rồi em gửi cái này đi, em nói chuyện mới nghe được nha. Lắp cho em. Rồi, rồi. Một phần. À, em thả là một ngày hai lần, À. giờ là chơi tới chiều á, giờ nó bên hông chơi quậy tới chiều cho đã đi, xong rồi cái chiều em lùi về, chút em lùi về nè, cái em rửa nhà, cho ăn cơm, xong đi làm, khuya về em thả nữa. Cũng y vậy nữa, xong rồi cái lùi về cho cơm rửa nhà cho nó chơi nó khỏe anh ơi. Chơi nó khỏe đúng rồi, Dạ với lại nó ị ra ra đất nó ị trong nhà mình sạch sẽ nữa. dạ đúng em được mạnh thường quân thương, hai mạnh thường quân thương đó cho, mướn dùm mướn cho em á. Mướn à, cái đó Dạ mình mướn mướn à. anh, À, bao nhiêu mướn tiền một tháng? 3 năm là 15 triệu, rồi chị Thảo cho tiền làm hàng rào á. 3 năm luôn hả? Dạ Trời có ơi, chuyện. nó lắng siêu nhân kìa cả nhà mình. Ủa nó tông em cắm hổ hoài luôn á nè. Mấy cái lỗ lơ tơ À, mơ. nó chơi á, vậy nó mới mạnh khỏe. Dạ. Trời ơi, sân chơi thì thích quá cả nhà mình ơi. Em mới dọn chưa Được xong rào bữa lưới hết luôn cỏ. hả? Dạ. À, lưới cho mình rào hay là chủ đất rào? Mình rào chị Thảo cho giúp em á. À, lưới mình rào hết luôn hả? Dạ. Ừ. Mấy bữa té cắm mỏ hoài là vậy nè em. Kệ nó này nó môi lỗ nó chơi Dạ, mà. nó đào vàng cho em. Nó đâm môi lỗ nó chơi mà có gì đâu. Tụi nó vậy đó, Dạ. nó chơi đùa nó vậy nó mới mau khỏe. Dạ. Rồi ra ngoài này nó ị hết. Trời ơi cái sân này lý tưởng quá. 3 năm 15 triệu hả? Dạ, 3 năm 15 triệu. Rồi quá rẻ luôn. Không có cái này là em sẽ rất cực tại vì nó không có cái này ở đây á là tụi nó sẽ ị trong nhà không à. Dạ đúng Có rồi. cái này nó ra đây hết. Dạ. Mà nó chơi với lại có cái này thì tụi nó không có bị kiểu như xà mâu ghẻ ngứa gì đâu. Dạ đúng. Em thấy ra cho ra chơi còn khỏe hơn đó anh. Đúng rồi. Cỏ chưa để em đang mấy nay ngày nào cũng tưới nước cho cỏ lên đó. Rồi ơi cái này quá lý tưởng luôn, được cái bít bùng đào trắng hết cả nhà mình. Cái bé nó chơi nè, nằm quậy phá nè. Bữa vậy nè, bữa đi nhưng mà nhà nè, bữa nhà đi cái cắm mỏi em nè, phải đạp xuống. Thôi nữa sao? Nó chơi mà. dạ Hửi cái gì mà hửi hoài vậy hả? hen á hen xịt teo Trời đó cả nhà mình chủ nhân nhìn thích ghê luôn đó 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 nhìn thấy không có đất như vậy đó chứ còn mình không có thì các bé nó mới ị trong 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 Dạ. xi măng trong Đỡ nhà thôi đỡ chứ cực còn lắm có anh. đất là tụi nó ra ngoài hết à cái bản năng của tụi nó là nó đi tìm đất nó ị Dạ. Với lại cỏ, có mấy cỏ nó á ăn cũng cỏ tốt nó lắm anh. ăn rồi nó chơi đùa nó môi rồi thấy vậy chứ mà nó không có với lại mình hạn chế cái vụ mà rửa nhà xịt nhà đó cả nhà mình tại nó không có ị trong nhà mà Dạ. thì đâm ra là không có bị dăng nước nhiều nó không có đi viêm da
Đó, bởi vì cả nhà thấy không, mập ú ú, chủ nhân cũng thích trạm nuôi các bé bằng đất chứ. Em không biết có khi nó đào rồi nó kiếm gì rồi nó cạp cạp gì vô dưới cát, chắc nguyên chất khoáng quá. Trời ơi, trời thù. Bữa đợt nó cỏ nhiều lắm, nguyên rừng cỏ luôn, à, nó chảy hết. Nó quậy riết hết luôn phải không? Không á, lớp nào em cho nó ra nó dặm, mà lớp nào em cào em đốt. Đốt ngày miếng miếng cũng xong. Bò quen mình. Không, con quen biết gì không hả? Quen biết gì tôi á, mà cũng mừng, hử là mừng luôn là sao? Ngoan lắm á, con trên bò còn ngoan lắm á. Con màu đen đứng cái bên này là giọng á. Con nữa ba, con cũng mừng á. Con kìa nó mừng. Này giọng. Biết tên hết luôn không? Dạ biết. Mình có tổng cộng là bao nhiêu đứa quá? Dạ 37 đứa. 37 đứa hả? Thôi. Thôi, nó nữa lại là nó nữa. Con nữa nha, hồi nãy ẩm lên là hết rồi, giờ buông ra nữa. Nó quậy bụi. Nhà bụi không? Sao? Ba, lại ba chú Nhân định đi. Đừng lại mẹ, lại ba đi. Ba chú Nhân đi. Đùi mày, hột mít của em á. Một, sao đó. Em một mắt nhiều quá vậy? Đây con đứa một mắt nữa. Nó bị đục thủy tinh thể anh. Nó bị kiểu như hư á, mà cứu được nè. Đâu không đến nổi, còn thấy mờ mờ. Có con chè là bị mổ lấy ra. Chè được đó là cái gãy hàm của con mắt lòng thòng. Nãy mừng siêu nhân này cái gì? Dạ. Đó. Đó. Được. Nó thì khô anh. Tên gì? Chè. 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 Chè hàm hương á. Chè. Chè ơi. Chè. Đó. Siro bớt hồng lại siro. Còn con đi vô nhà, con không giữ. Hả? Lấy mẹ. Mẹ nè. Siêu nhân quay góc đầu. Ôi. Mình thấy hết diện tích ha. Rồi mẹ ẩm. Chú Nhân sẽ rộng cho cả nhà mình thấy hết các bé, nhưng mà hình ảnh nó sẽ nhỏ lại như chút xíu cho cả nhà mình. Đó, cả nhà thấy hết các bé chưa? Chơi đùa. Tha hồ mà chơi. Sao? Siro không có đàn anh nè. Ê mập là không có đàn anh nè. Mập đàn. Cần anh đó hả? Cần anh, thằng này mập này nè, cần anh nè, anh coi nè. Sao mẹ thương Bo mà hừ thấy không? Nó hừ á, nó không cho ai lại gần em á, mập địch á. Trời ơi, chơi đẳng kìa, giỡn kìa cả nhà mình. Giỡn bay bụi luôn. Chơi vô đã đi, chiều về nhà ngủ. Chào, con đòi gì? Trời, giỡn kìa, nó giỡn hồi quạo cắn lộn. Đúng rồi. Giỡn cái hồi quạo. Nó biết lắm anh, mà làm dù nó bị quánh đi, nó con kia chưa làm gì là mấy nó hết, nó sẽ la làng lên cho em nghe. Nó biết em gà la. À. Đứa này chỉ cần bị đè xuống thôi là làm làng liền. Đó thấy đó. Không? Xuân Nhân nói rồi, giỡn hồi quạo mà. Đó. Giỡn hồi quạo mà. Nói rồi. Rồi Xuân Nhân và bạn Phượng xin chào cả nhà mình ha. Đây là bạn Phượng này nha, chị Hương Từ và sư muội ha. Hôm nay siêu nhân nói với cả nhà mình với như anh nói với em ha. Dạ. Vừa rồi anh đăng tải cái clip của em lên thì chị Hương Từ bữa trước thì có tặng gạo cho mình. Dạ. Thì chị Hương Từ cũng thấy em chăm sóc các bé rất tốt, chị cũng quý ha. Chị nói anh quay trở lên gửi tặng cho em 3 triệu phụ giúp. Dạ. Nuôi các bé. Rồi em cầm em đếm 3 triệu trước đi. Dạ. Đếm 3 triệu trước đi. Đúng không? Dạ đúng. Rồi kế tiếp nữa thì là sư muội của anh ở Mỹ ha. Dạ. Có gửi về tặng cho em cái như lì xì cho em 100 đô để cho em như là phụ với em nuôi các bé. Dạ em thay mặt anh kênh anh Xuyên Nhân em cảm ơn cô Hương Từ đã giúp đỡ cho nhà em 3 triệu. Em cảm ơn sư muội của anh Xuyên Nhân gửi cho em 100 đô để lo từ nhỏ. Em xin cảm ơn hai chị và em xin thay mặt các bé nhà em cảm ơn tất cả mọi người cộng đồng mạng nó luôn thương yêu và giúp đỡ cho nhà em và từ nhỏ. Dạ rồi. Siêu nhân cũng xin đại diện cho bạn Phượng một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Hương Từ ở cái bè rất là nhiều. Thì siêu nhân cũng nói chị Hương Từ ở cái bè cũng có gửi cho siêu nhân 3 triệu, cũng như là sư muội của siêu nhân ở Mỹ gửi về cho bạn Phượng 100 đô, với lại là cho siêu nhân thêm cũng như là 100 đô để cứ như là lì xì cho siêu nhân, cứ như là với sư muội ăn Tết. Siêu nhân cảm ơn sư muội rất là nhiều nha. Nếu mà nói đúng ra đại ca cảm ơn sư muội rất là nhiều. Thôi siêu nhân xin mến chúc chị Hương Từ cũng như là sư muội của siêu nhân cũng như là tất cả quý mạnh thường quân và là quý khán giả trong và ngoài nước luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an ha.
Chào tạm biệt cả nhà mình nha, hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình. Em bye bye mọi người.